tối ngày 14 tháng 4, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết chiều cùng ngày đã xảy ra mưa đá, dông lốc kéo dài gây thiệt hại ở nhiều xã trên địa bàn huyện. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Hủy Tụ. Do trời tối nên các địa phương đang thống kê thiệt hại, báo cáo cụ thể để huyện có phương án hỗ trợ. Khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, nhiều người dân ở các xã miền núi, biên giới huyện Kỳ Sơn thấy mây đen vần vũ. Sau đó xuất hiện các đợt dông lốc kèm theo mưa đá, có hạt mưa đá to bằng ngón chân cái trút xuống. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thắng cho hay trận mưa đá đã khiến hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng, trong đó có một ngôi nhà ở bản Sao Va bị sập hoàn toàn. Do số hộ bị thiệt hại nhiều và lại nằm xa trung tâm xã, nên dự kiến đến chiều ngày mai ngày 15 tháng 4 các bản mới có số liệu báo đến Ủy ban Nhân dân xã. Hiện Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa đá.